Hôm nay, em xin giới thiệu với anh chị một lô đất tại khu phố 4, phường Hắc Dịch. Hiện lô đất này nằm ngay trên mặt tiền đường nhà nước hiện hữu. Vị trí này cách đường Hắc Dịch Tóc Tiên 150m. Cách cổng khu công nghiệp 43 hectare 400m. Thuận tiện di chuyển về khu trung tâm hành chính phường. Và trước mặt anh chị là lô đất em muốn giới thiệu hôm nay. Lô đất này tọa lạc tại khu phố 4, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Về vị trí, hiện lô đất này nằm ngay trên mặt tiền đường nhà nước hiện hữu. Một đầu đường này giúp ta kết nối ngay ra đường Hắc Dịch Tóc Tiên. Từ đây ta có thể dễ dàng di chuyển về khu trung tâm hành chính phường Hắc Dịch, khu công nghệ cao 450 hectare hay sân bay quốc tế Long Thành sau này. Hướng ngược lại giúp ta di chuyển về khu trung tâm hành chính xã Tóc Tiên, xã Châu Pha hay xa hơn là về ngay thành phố Bà Rịa. Ngược lại của con đường mặt tiền giúp ta kết nối về đường Lê Đức Thọ. Từ đây một hướng giúp ta đi ra ngay vòng xoay cũ của phường Hắc Dịch. Hay ngược lại giúp ta kết nối ngay ra đường Mỹ Xuân Ngải Giao. Từ đây ta có thể dễ dàng di chuyển về quốc lộ 51 để về cảng hay về thành phố Vũng Tàu. Xung quanh đất thì đã có dân cư hiện hữu, chừng 2 đến 3 phút di chuyển là về ngay chợ Búa, trường học các cấp, Ủy ban Nhân dân, Bách Hóa Xanh cũng như Thế Giới Di Động. Đặc biệt, với vị trí nằm ngay trong khu dân cư ổn định, kết nối giao thông thuận tiện, từ đây giúp tăng thêm nhiều giá trị sử dụng cho lô đất, từ đó giúp tăng tính thanh khoản cho lô đất này. Bên cạnh đó, với vị trí gần ngay khu công nghiệp 43 hectare, đây sẽ là yếu tố đòn bẩy cho sự tăng trưởng về giá cho bất động sản tại đây trong những năm tới. Để hiểu rõ hơn về vị trí đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Maps. Link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Về giấy tờ pháp lý của lô đất, đầu tiên về giấy tờ pháp lý của lô đất thì theo như chủ cung cấp cho em, lô đất này đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì hết. Cho nên anh chị có thể yên tâm trong việc mua bán sang tên đổi chủ đối với lô đất này. Thứ hai là về diện tích đất. Lô đất này có tổng diện tích là 151m2, trong đó có sẵn 40m2 đất thổ cư, sở hữu lâu dài. Phần còn lại là đất trồng cây. Lô này có 5m mặt tiền đường, chiều sâu 30m. Hướng lô này là hướng Bắc. Và điều cuối cùng em muốn cung cấp là về giá bán. Hiện tại chủ muốn bán lô đất này với giá 1.450.000.000. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này có thể liên hệ với em qua số 0938 948 023. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Xin chào.